Ê vô đây chú Thành. Đồ sao uống gì không thấy chú đâu mà. Ở này dân chơi không ta biết hết, ta nghe tiếng ta biết luôn. Không có cái quan trọng. Nè, đây cho anh em coi lò cái quan đấy. Nhân vật chính này mát cái lò gơ quá. Nè. Cái chép đó. Cụ ông bơ luôn hả? Chép giấy. Chép giấy. Giấy gì không biết mà thấy cái đúng, rồi. Đúng cụ ông bơ. Mấy in angler là thấy là có tiền rồi đấy. Con 500 ngàn nghe chưa? Không con giữ lại không, bước qua sát con là mới được đi khỏi chỗ đây giờ đâu phải được vậy ông nào cũng dài hết á rồi đã cái lò này để cho anh em này coi mấy in lơ này nè ông bơ không hôm nay tôi chở qua cái ông chú này ông bưng liền không nói tôi là ông đài cắt thở loại luôn mà thật mà con qua nó mà qua con là lên đường hết mà hết đồ độc lạ nha anh em này cái này mới in angler luôn này ông này mong chú này dân chơi người ta biết đồ hết ngoài đâu này đó anh quát này quát và đàn và đời không đây dưới chân con này chú cái này bát 30 đúng không chú bát 30 bát 30 sườn gà anh em đón thử cặp lò là nhiêu cho anh em đón luôn tôi nói giá bất ngờ mà ông chú này không lấy rồi. Anh em nào muốn lấy muốn chơi thì đem cho số ông này đâu ông nhượng này nhưng mà không biết ông lấy lời nhiều chắc ông đưa lại rồi nghĩ vậy không? ông sợ mình lùi gà ông nói mình ép phơ với ông già này nói cha ơi chú không lấy được đấy con cái chiều mình lên đường luôn nó đâu kiếm gặp lo dài được anh em thấy không cái lo nè cũ bớm rồi nè anh em cái thùng mà làm mình không cần thiết đâu nhưng mà cái quan trọng cái lo đây cái rod silver đây để hồi nãy chú vô hồi rồi để ông nói cái đấy cái cục phân tầng má dạ. Đây cái rod silver đây ba ông mà chém gió vui anh em trưa buồn ngủ mà nghe hai ông nào cũng xôn quá mình phải ra nhưng mà chút xíu nữa chuyển tiền phải qua hệ thống của ngân hàng nhà nước rồi mới được đi nha phải có đó anh em nào đâu anh em nào có đồ độc lạ đã tháo ở đây để tranh bán cho bao luôn mà phải độc lạ cho mới nhanh được chú độc lạ chứ còn thường á không bán khó lắm lâu phải độc lạ chú dạng bị xéo rồi chú bây giờ mới 2 phút này chém gió với mông này luôn đi mà không thấy đường trọt mà thôi để ông già con trọt cho chạy qua đường nắng riết ba ông thay phiên ông này nhà vui quay này úp cho anh em chơi thằng này chứ đừng đang lên anh em nói ủa chứ đang lên sao hối là bán rồi là sao con bị nã mấy lần rồi ấy luôn. Bữa trước đăng cài đàn nó bữa sau đăng ấy là phải bán rồi chưa có rồi đăng hả à, là gì mình đăng rồi cái nó, mình nói bán rồi cái nó nói mình xạo phải không đó đây là clip là chia sẻ cho anh em thôi nha tôi thì không còn anh em nào mà nói chung là không có chơi gì hết nói chung anh em nào mà thèm thuồng quá thì cho số con chú này cho tôi chưa gì bảo ba tay ôi cặp lo thứ gì đâu là gờ chú ơi cặp lo là chắc cỡ 50 năm có ha trời ơi đợi này lâu lắm rồi không dán ép nữa nói chung là hàng của anh là thấy ngon rồi anh em ơi angler rồi. Ngon hơn Mỹ angler ngon hơn USA nha anh em dạ anh em coi mấy ông già xong sao là đụng cạch là xong là chạy chú nào phải có tiền dạng này nữa nha chú Tông có thì ta nói rồi ta được ta đưa cho ta bán được ta lấy tiền là ta đưa cho ổng 2 xì uống cà phê liền con ốc là 50 ngàn hả ta đâu có là ngàn ta buôn bán không có được là cũng không được rồi 5 triệu ha thôi 5 lần nữa còn cà phê cà báo nữa cho tụi nó chứ thiệt tôi là lãi không đây là anh coi nè à anh em nha em này quản cho ông Khoa kể cái này đây không nói nào tiền nào đưa coi đây giờ tao mày với ông già là lì xì 2 xì thôi tại vì tao bán không mà được em chút xíu ông Khoa nó vô nó cấm coi hả cho ông già được rồi con lấy ra ngoài quá đi vô cấm đây tôi tháo để cột vô tháo vô quýnh luôn tháo này vô quýnh luôn rồi xong phẩm anh
Của nhà Khoan ơi, nhà cái đó để lại nha. Mai chú mang tiền lên chú lấy. Sao? Vậy là hết rồi. Hết tiền rồi. Mua tiền, mua nó giờ nợ tiền mình lại trời. Chứ kỳ vậy. Chú không có nợ. Tức là để đây ngày mai chú mới lên chú lấy tiền chú mới lấy. Có hiểu không? Thôi chứ mày hiểu lấy không? Tiền sao đi. Còn chú không có tiền chú lấy vô chứ. Mua hàng của mình trước xong rồi cái ra đây thấy đồ lại mua, đồ lại mất tiêu, nợ tiền mình. Mà chơi rồi đấy.